Hello, xin chào tất cả quý anh chị, tất cả mọi người nha. Thì hôm nay là ngày 3 tháng 2, 2023. Đó, thì về thêm được mấy chiếc nữa. Đang tiến hành dọn sẵn quay chờ tất cả quý anh chị, tất cả mọi người xem, theo dõi mấy cái video clip hàng ngày để cho nó vui. Cộng thêm là mang tính chất là giải trí và tham khảo những cái mặt hàng máy cày mà quý anh chị muốn mua hoặc là đang tìm hiểu để về sử dụng gia đình cũng như là sử dụng thương mại hoặc là kinh doanh nha. Thì hôm nay em Thành sẽ quay và chia sẻ đến cho tất cả quý anh chị, tất cả mọi người. Mời tất cả mọi người hãy cùng theo chân em để xem ở bãi hôm nay có gì nha. Thì bãi em thì nằm ở trục đường này là trục đường Mỹ Yên Tân Bửu, xã Mỹ Yên nối liền với xã Tân Bửu, hai xã khác nhau đó. Ở đây thuộc về ấp 5, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Số điện thoại em là 0966 588 517. Thì đầu ngoài đi vô thì có anh chị thấy con TA455. Con này thì hôm trước em cũng có quay cái này mấy tháng đó. Con này là mấy tháng rồi, nhưng mà vì nó bị mắc duyên nên là nó ở tới bây giờ, nó ở với em đó. Nó thương em hay gì, nó không thương em nữa nên là nó cứ ở với em suốt à. Con này là hơi lâu rồi, mấy tháng thôi. Tranh thủ đi nhanh để còn về em mới nữa. TA455. Con này thì cực kỳ là đẹp. Heo bét đồ cũng đẹp lắm. Máy nổ, xe chạy ngon. Số cơ bên điện. Đó, heo bét là 7 màu dần ươm luôn á. Động cơ 4G B1 415 HP, 2 cầu, trợ lực tay lái. Số cơ bên điện. Vỏ gai lì, vỏ sau đẹp. Vỏ trước là 8320 răng nứt, vành mâm sơn rinh, chưa sơn dặm gì hết. Vỏ sau đẹp nhưng mà là ghê lì. TA455. Đuôi sới, mang đuôi sới mét 8 bông làm việc. Của bì nó mét 95. Liên combo luôn. Trên nóc mui thì hơi xét tí xíu. Đó, còn bên trong tấp bì, nội thất bên trong rất là đẹp. Có máy lạnh rồi luôn nha quý anh chị. Số cơ bên điện, gài cầu cơ. Đó. Số cơ. Đó, bên điện. Đó. Đuôi sới thì vẫn như cũ. Đó. Về được mấy chiếc TA357. 357 thì đang làm lại rồi. Đang sơn dàn áo mới lại. Áo nó bị phủ giống vậy nè, màu xanh nè, không đúng màu. Sơn lại áo mới. Giao cho anh trai giao sĩ, cho anh trai ở trên Gia Lai nha mọi người. Anh chị em nào có gần Gia Lai thì cũng có thể qua đó. Giá thì mình không biết nha. Giá mình bán giá sỉ thì bán xe nằm, không có bao máy số đó. Chỉ anh chị yêu cầu làm đẹp lại thôi. Đó. Vỏ lớp thì rất là đẹp. TA357. Con này tô 30 có gầu sốt luôn. Gầu sốt đuôi sới luôn. Nguyên bộ nó có đuôi sới rồi luôn. Đây là Doanh Đen 1004 cho ông chú ở Hải Phòng đó. Chú cũng mua trên hình là mua, đang dọn lại giùm chú để chú đóng đi nước ngoài, đang dọn lại mà chưa biết khi nào xong. Rộng mấy xe này làm nó kỹ nên là nó sẽ lâu, rất là lâu nha quý anh chị. Bốn máy, máy cực kỳ đẹp luôn, máy đẹp lắm. Kịch nổ, kịch nổ. Máy con này thì kỷ niệm, chắc đợi tới sinh nhật 2 năm mới làm xong á, chưa làm tới luôn. Mở ra vậy là cứ để về miết luôn. Đây. Ngoài vô nữa tới là tới Isaki 2020. Nhiều rồi không biết sao mà con này thường thường thì cũng rất là nhanh bán nha quý anh chị. Con này sao nó nằm lâu quá. Em cũng đã giảm giá cực kỳ thấp rồi. Hầu như là hòa vốn luôn á. Để bán cho quý anh chị về xài cho ngon được. Cái đuôi số nhông nữa nè, vỏ đẹp nè. Máy lúc nào cũng nổ hết. Còn đây là con Isaki. Isaki 9520. Đó, vỏ sau mình đi vỏ mới nè. Cặp vỏ không 30 triệu. Khủng khiếp. Vỏ thuộc dạng giống như là gai móc á. 12-4. Phải 12-4 không ta? Để coi lại cho chính xác cái nha. Mấy bố ta
mới thấy rồi, sáng này mà giờ dòm lại hết thấy rồi trời. Mắt giờ nó kém dữ rồi. 12 12 12 4 12 4 12 4 nha quý anh chị. 18 4 34 18 4 34 vỏ này thì nó được cái là cao su nhập nó mềm êm mái lắm, vỏ cặp vỏ không mà đi đứt chiếc xe 30 cũ, 30 cũ dọc vỏ này. Không biết quý anh chị mua lẻ thì giá nó sao nữa, 3 mấy triệu quá. Con này dọn lên là nhức cái nách luôn á. Nè, nghe vét này. Dàn áo em cho rửa đánh bóng lại chứ không phải sơn nha quý anh chị. Dàn áo rửa đánh bóng lại. Bắt đầu nè. Thay lọc gió mới nè. Làm là từng chi tiết một luôn. Nên nó hơi lâu. Xe em làm này cực kỳ là lâu rồi. Tốp bi bên trong này, ghế cũng tháo ra nè. Tốp bi bên trong mình tháo giặt hết nè. Đó quý anh chị thấy không? Sàn này tháo ra giặt hết. Hết mấy này lại. Giặt cho nó sạch nó khô xong rồi mới bắt đầu là dán lại. Con này thì hơn 3 lít. Hơn 300. Isuzu 9520. 6 máy, máy móc nguyên rin luôn. Kịch nổ. Máy đã. Nhìn đã thèm. Chắc rảnh thì gắn cái bộ gạo xúc vô nhìn cho nó hoành tráng tí xíu nữa. Vệ xúc, xúc con này có sẵn. Sau là Yamaha 3810. Có gạo xúc luôn nha quý anh chị. Đó. Xe không thì chưa tới 100, gạo xúc thì nữa quý anh chị lấy gạo xúc thì cộng thêm cho em thêm 10 triệu nữa. Đó. Gạo xúc có 10 triệu bạc trẻ. Như cá linh. Rồi tiếp theo là Mercedes Ferguson 382. Con này hôm bữa mới về có ai hỏi không mà sao nó cũng thường thì cái dòng này lên sóng là hầu như là rất là được rất là nhiều quý anh chị ưa chuộng. Xài liền à. Hốt liền mà sao con này nó cũng nằm từ năm ngoái năm nay. Thấy mấy xe này. Chị nào mua quyết định mua thì liên hệ em nha. Có lúc nào có giá tốt cho quý anh chị luôn á. Giá cực kỳ tốt luôn. Giá yêu thương. Đây có mấy cái bộ gầu của con Hyundai. Gầu đẹp. Gầu Hyundai. Gầu với mũ. Yamaha. Đây là vỏ của con TA325. Hơi xấu. Gầu xúc nè. Gầu xúc thì đẹp. Mũ thì nó mục à. Mũ này rỗ nó mục quá. Bên đó nó xúc cái xúc nó đậu lâu quá, nó mục. Vỏ này thì cũng dạng là sạch tạm thôi. Chứ mà mua con xe mà về mà vỏ này chắc bà con là sớm người ta cười vậy. Nhiều khi em đi em gặp cái vỏ này em cũng ngại mua xe. Ví dụ đặt trường hợp mình là cái người mà đi mua thấy vỏ này mình cũng mua. Vỏ này nó xấu quá. Thay vỏ mới đi. Mới là đẹp hơn. Vỏ mới giống vậy nè là đẹp ha. Vỏ này vỏ rin của con 357. Vỏ cực kỳ đẹp luôn. Tiếc anh khách hồi trưa mà anh gọi mình sớm mình bán cho anh con này là ngon nè. Bốn cái vỏ rất là đẹp. Vỏ này vỏ John Deere. Vỏ xúc nó tùm lum hết. Có mình giờ lính ăn Tết xong rồi nó ăn Tết lớn rồi nó chưa vô. Có mình một ngựa một thuyền mình bơi thôi. Bơi từ từ. New Holland này cũng giá tốt nè quý anh chị. Anh chị nào càng xài thì liên hệ. Máy xe trong kia chắc tới 5 hợi luôn. Biết khi nào mới làm. Đó đây mấy con Isuzu này đang làm nè. Anh thủ làm mấy con Isuzu. Isuzu vệ sinh số kích nước. Sơn dàn áo mới. Con này là TA325 Beckim Banker luôn nha. Có được cái là con này nó Banker. Có gầu xúc luôn, rất là đẹp. Máy là nguyên rin hết luôn. Xúc kích nước rồi lại nha mọi người. Làm bơm nước lại luôn, hư bơm nước à. Hư cái bơm trộn đây nè. Máy thì cực kỳ luôn. Máy nè. Tuyệt vời à. Gầu xúc nó. Mà nghe cái mà nước sơn rin của nó đẹp ha. Nào mình mà sơn được dày mới ngon. Sơn để dày luôn nè, bóng. Này ở trong.
ngoài thì nó bị bạc hết rồi, ngoài nó bạc hết rồi, đậu lâu quá nó bạc, số cơ bên cơ đó được cái vậy. Thay gầu sốt vô nữa thì gắn gầu sốt vô nữa thì hơn trăm mấy á. Chị nào muốn biết cụ thể hơn thì có thể liên hệ với em. Đây, về nó mai sơn lại luôn chứ sao xét hết rồi. Thực tế luôn nha quý anh chị. Thực tế là cái xe nó có làm sao là mình chia sẻ như vậy. Chả giấu giếm gì. Đồ cũ mà, chứ mình đang đây đang mình bán đồ mới đâu. Đồ cũ. Con này là TA357. Đang dọn cho anh khách ở Gia Lai nè. Sỉ á. Cửa hàng hình như là hàng tên gì mình cũng không nhớ được, cũng năm nay mới bán cho ảnh con đầu tiên. Hồi đó giờ không bán. Thường thường để lại không à. Anh chia, anh nói giao lưu em con xe đầu năm đi. Chốt cọc bập bập nè. Đặc phần là giá nó cũng tốt nữa nha quý anh chị. Đang tháo ra làm sơn rồi lại cho ảnh cho nó đẹp. Con này cũng có cầu xúc luôn. Con này chiến hơn nè. Con này mai nổ máy thử coi ngon chưa. Con này nổ máy ngon rồi. Con này là chưa nổ. Đó. Vô trong đây thì đây cabo của Isaki nè, tháo ra sợ tháo ra rửa đánh bóng lại, bóng lại cho nó mới đẹp rin US 31. Con này là chung với lại cái con John Deere 1400 cho ông chú nè, chú ở ngoài miền Bắc ngoài Hà Nội này. Mai để mà chế gầu xúc US 35 trăm mấy thôi nha. US 32 cũng trăm mấy luôn. Con này thì có mấy chục này không anh chị. EF số cơ bên cơ rõ đẹp nè. Đang làm áo lại nè. Chà chiều thợ làm xong nấu máy ta. Xịt rửa cái cho sạch cái. Lầu anh 33 vẫn còn nè anh trai. Đó. Hai giờ nó ra ngoài đi cho nhìn nó sáng sủa tới sức. Rồi, tổng hợp xe đó cho quý anh chị xem. Chị nào cần xe gì thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại nha. Để biết thêm thông tin chi tiết và mức giá cụ thể cho từng con xe. Cũng như là anh chị em là thiện chí mua thì mình có thể trao đổi trực tiếp nha. Nó sẽ dễ hơn. Rồi, cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi video nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha.